Chúa ở cùng anh em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như lời sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, kế hoạch của Thiên Chúa thì nhiều khi rất nhiệm màu và không dễ gì con người có thể hiểu nổi. Đôi khi có cảm giác như là đi ngược chiều với những mong muốn tự nhiên của con người. Nếu những ai không có đủ lòng tin mạnh mẽ và không cố gắng hun đúc sự công chính của mình trước mặt Thiên Chúa, trước mặt những người có liên hệ, thì có thể sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng khi đối diện với những vấn đề Thiên Chúa đặt ra một cách bất ngờ cho cuộc đời của mình. Tuy nhiên, gương mẫu của Thánh cả Giuse và Thánh mẫu Maria đã cho chúng ta thấy một kinh nghiệm để có thể tập sống công chính, để có thể đón nhận, hay tìm kiếm và nhận biết được ý muốn của Thiên Chúa và đủ sức mạnh đón nhận thánh ý của người. Thánh cả Giuse thay vì nổi loạn hoặc là trình báo những vấn đề bất ngờ xảy ra và cũng khá nhạy cảm nơi Thánh mẫu Maria, thì Ngài chọn cách im lặng, suy nghĩ và chắc chắn cũng có cả sự cầu nguyện ở trong đó, để Ngài luôn luôn sống được một tâm tình tôn trọng, yêu mến và tin tưởng người bạn đời của mình. Đó là cách thức rất quan trọng để có thể giữ được một gia đình luôn hạnh phúc, luôn an bình qua những sóng gió bất chợt và không thể tránh khỏi của cuộc đời. Từ đó, Thánh Giuse mới nhận ra được cái nét đẹp trong đời sống thánh thiện của Đức Maria và đồng thời có cơ hội được đón nhận, được lắng nghe lời của Chúa mặc dù là trong giấc mơ. Thánh Giuse đón nhận sứ mạng là dưỡng phụ của Chúa Giêsu từ lời sứ thần truyền tin, và sứ mạng đó cũng quan trọng, tương xứng với sứ mạng của Thánh mẫu Maria là đấng đã sinh ra Chúa Giêsu. Nếu Thánh Giuse không đón nhận sứ mạng là dưỡng phụ của Đức Giêsu, có thể là vì lòng khiêm nhường của Ngài, thì chắc chắn kế hoạch của Thiên Chúa trong mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, nhiều rắc rối và phức tạp để có thể thực hiện ở nơi trần gian này. Nhưng vì tất cả sự khiêm nhường, vâng phục, giống như Đức Maria đã khiêm nhường vâng phục trước lời sứ thần truyền tin, Thánh Giuse đã không lên tiếng bởi vì có lẽ được gặp gỡ sứ thần
trong giấc mơ. Cho nên Ngài đã thay ký lời xin vâng, lời thưa xin vâng bằng một hành động nhanh chóng và dứt khoát, đón Thánh Mẫu Maria về để chăm sóc, để chờ đón hài nhi Giêsu sinh ra. Và chính Ngài sẽ là người chịu trách nhiệm đặt tên cho hài nhi. Đó là những kinh nghiệm cho cuộc đời của chúng ta, nhất là khi chúng ta cùng nhau xây đắp một cộng đoàn như là gia đình của Chúa, thì chúng ta cũng sẵn sàng luôn luôn ở trong thái độ lắng nghe lời của Chúa và suy gẫm cầu nguyện, nhất là trước những biến cố bất ngờ xảy đến cho thế giới, cho giáo hội, cho cộng đoàn của chúng ta, để rồi chúng ta giữa những khó khăn, giữa những hoàn cảnh khác nhau của mỗi người và những suy tư khác nhau của mỗi người, chúng ta cùng đi trên một con đường tìm kiếm và thực hành ý muốn của Thiên Chúa, thì cộng đoàn của chúng ta cũng như cộng đoàn giáo hội luôn là cộng đoàn hiệp nhất, luôn là cộng đoàn sống vì niềm vui và bình an, ơn cứu độ cho tha nhân.